Trời ơi, bữa nay là con khủng long luôn rồi, với con heo gì nữa. Sao? Sao hôm nay mập dữ rồi con? Sao? Xuống, nằm xuống này làm biểu nè. Nằm xuống. Chân đâu? Trời, mấy tháng rồi các bạn, coi nè. Bữa nay này. Nay bán được không vậy? Hả? Nghỉ hè hả? Mới dọn ra luôn hả? Trời, này nó mập ghê nghe. Nó kìa. Sâu. Sâu. Xi trong nhà hả chị? Xi cũng mập nữa hả? Nghe cái chân nó đi cử động là khó lành lắm. Giờ nó nằm trong á hả? Cầm cái mỏ nó lại rồi nó ngứa rồi sao không biết, nó cắn nó rút cái hàng nó coi phim luôn làm gì vậy? Nó quậy quá mà chịu nổi. Mà nó quậy quá. Nó không được như mấy sâu. Nhảy lưng tưng như là thiệt. Nhoi như rồi. Chạy đó. Chạy được. Chạy được mà. Con cột nó lại muốn chết nó luôn. Nằm im này, im cho mọi người hỏi thăm con nè. Để các bạn thấy chưa, su ở đây là bự lắm luôn á. Gì vô duyên nè, hơn một găng tay nè. Đúng không? Ủ nè, thịt không nè. Chân thì không mập nhưng mà mập bề ngang các bạn, da mát lắm, không có lông. Đầu nhúm tóc ăn gì con? Cái đuôi như đuôi heo các bạn, đuôi heo cạo lông rồi.
bạn nào thắc mắc tình hình với Sui nó như vậy nha các bạn. Nó mập ú nè. Ủa con si nó bị lâu vậy chị? Cái này cũng được 4 ngày à. 4 ngày hả? Trong có vậy giống làm bên nhà béo rồi. Nó ban, bị ban ngày hả? Ban đêm con si á. Trời ơi. Rồi khi nào mới biết? Biết trong đêm luôn hả? Thì thấy nó mắc rồi, nó bị xong nó chạy vô nó trốn. Tìm nó rồi vô trống thấy là kéo vào là ra mà lủng lỗ rồi. Cái tội không lông cũng khổ chứ ha. Nay chị không muốn bán nha các bạn. Cái xe này chị đổ đâu chưa? Cái xe bữa dán đây à? Xe này bữa dán nó phải xu gì nè các bạn. Bữa trước tôi có quay á. Đây nè. Có mặt bãi trình hình đó. Mấy món gì không bán này các bạn. Bữa nay chủ nhật nên là nó hơi vắng một tí. Mà thấy tôi rồi có lại này. Này biểu con Sâu. Sâu. Cái dây chuyền hả? Dây chuyền gì vậy? Đù cha, cái này là 5kg, chục ký vậy. Không biết đồ tặng hả? Sâu. Sâu. Trời ơi. Vàng này bán là mua mấy mét được mấy căn nhà. Bán xin que mua vàng đeo á. Lại đi vô con. Để vô, bà liếc nè, bà nhìn nè, bà sợ. Nè. Có cái bạc liếc rồi. Xu. Bắt chuột à? Chờ, bà nào coi. Nghe mày, béo béo. Bắt gì á, bắt chuột á. Béo béo. Nhanh. Xu. Ơi, bắt con chuột gì trong á. Béo béo. Rồi. Nói mày không nghe. Rồi. Có gì chuyền mà không đeo. Ừ. Nó đã. Đệ tử Phú Quý Tô à. Đó, này là đàn em Phú Quý Tô. Phải không vậy? Rồi, ba năm luôn rồi. Ảnh nó bỏ nó lên nói lên đi dây chuyền xong rồi nè, nằm im. Im ơi. Coi sợi dây chuyền coi. Trời ơi, bữa nay giàu với con. Chị Hồng bữa nay, chị Hồng bữa nay giàu ghê, mua dây chuyền cho dây chú. Nè, ai cũng nhớ con hết á. Xong.
ai cũng hỏi bé su nè. Giờ mọi người thỏa lòng rồi nha. Mấy bạn comment hỏi mình là sao dạo này không thấy quay bé su. Thì bữa nay mình quay bé su cho các bạn xem nè. Phát phì luôn rồi, phát tướng luôn rồi. Đi cả ến.